Rồi, chào các bạn, trong bài hôm nay tiếp tục dạy các bạn sử dụng phần mềm Visual Basic 3.0 để tách khu sản phẩm ha. Trong bài hôm nay thì tôi hướng dẫn các bạn cách mình tạo ra hệ thống kênh nhận nhựa, thì bao gồm có là cái hệ thống cổng vào nhựa và các hệ thống kênh dẫn chính, kênh dẫn phụ, và đồng thời nó có thêm một cái gọi là cái cuốn phun ha, hay là brew á, cuốn phun. Rồi, ở đây ví dụ các bạn tách khuôn ra một cái chi tiết hoàn chỉnh rồi. Các bạn tạo được cái tấm rồi, ví dụ đây tạo được hai tấm này, rất cavity. Thì những phần tách khuôn thì ở bài trước tôi nói rồi. Thì ở đây các bạn thấy đây nó chưa có phần kênh vào nhựa này. Nha. Thì thường các bạn tách khuôn thì ở đây nó phải có cái kênh vào nhựa để nó dẫn nhựa vào các khe rãnh này. Bây giờ thì đêm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái kênh vào nhựa và kênh dẫn. Thì ở đây các bạn thấy cái thứ tự các bạn thực hiện phần ở đây hết rồi. Thì phần đây các bạn thấy có phần waterline này, runner. Thì đây waterline cho bạn thiết kế dạng cái đường kênh dẫn đường nước á, đường làm mát á. Rồi runner cho phép các bạn thiết kế hệ thống kênh dẫn nhựa, còn có gì uống phun, còn có kênh dẫn chính, kênh dẫn phụ và cổng vào nhựa. Rồi đầu tiên các bạn thấy cái chi tiết của mình nè, nó có cái phần phôi bao bên ngoài, nó chiếu chiếu thì các bạn khó coi, các bạn blend nó đi, các bạn kích chuột phải chọn lên. Rồi ví dụ thì các bạn muốn coi phần dưới này để bạn thiết kế kênh dẫn, bạn kích vào đây ha. Xong các bạn qua thể view, cái này bài trước các bạn làm rồi, các bạn chọn model display này, component display style, chọn theo kiểu là strength balance cho mình. Cái strength balance này giúp các bạn làm mờ chi tiết này đi ha, được chưa, nó làm mờ chi tiết này, được chưa, đó thấy không, thấy nó làm mờ khuôn mình đi ha. Rồi bây giờ để thiết kế được kênh dẫn thì trong đây nó hỗ trợ cho bạn một cái gọi là cái runner, thiết kế runner. Thì cái runner này cho phép các bạn là thiết kế cái hệ thống kênh dẫn, những cái đường dẫn ở dưới các tấm. Còn các bạn nào muốn thiết kế cái phần gọi là cái cuốn phun, thiết kế cái đường dẫn nhựa vô cái kênh gọi là cái cọc, cái cuốn phun á, được chưa, do bạc cuốn phun nó khi nó thỏi nhựa nó tạo ra, thì các bạn phải làm việc này ha, các bạn phải tự vẽ vào. Thì đây nó hỗ trợ cho bạn các công cụ vẽ với bên model á, extrude revolve này là dùng để làm việc này. Runner bên đây là dùng để thiết kế những cái đường kênh dẫn dưới đây có hệ số đường kính. Thì về kênh dẫn là gì, các bạn thử coi, các bạn học bên nhựa các bạn cũng biết rồi ha. Kênh dẫn rồi cổng phun, ok. Ở đây mình sẽ chọn một cái mặt đâu đó mình vẽ, ví dụ đây các bạn thực hiện những tấm len lên, ok. Đây các bạn thấy đây tôi sẽ vẽ dùng một cái vẽ đây, ví dụ đây tôi dùng sketch, hoặc các bạn dùng model này, các bạn chọn revolve, ok. Rồi xoay về mặt này tôi vẽ ha, đây sẽ thiết kế. Rồi đây tôi tắt những cái mặt phẳng này đi, ok. Rồi đây tôi sẽ vẽ một cái phần này, thì đây người ta gọi là cái brew ha. Đó thì các bạn có thể vẽ trước được, các bạn có thể vẽ, ví dụ đây các bạn có thể vẽ dư ra một xíu này, thì thường kênh dẫn các bạn có thể vẽ này. Rồi thì cái phần này nghĩa là khi các bạn mua bạc cuốn phun về thì cái này là phần lõi bên trong nè, khi nó thổi nhựa vô thì cái này sẽ chừa lại cho bạn, ok chưa. Rồi các bạn có thể vẽ như thế này, hoặc các bạn có thể thiết kế, nếu dùng các bạn phải thiết kế được cái phần này đi theo cái bạc ha, đi theo các bạn cuốn phun. Rồi ví dụ đây tôi tạo thì các bạn cứ dùng revolve các bạn tạo này ha, ví dụ đây kích vào đây, ok chưa, đây kích vào ở chế độ arc này, rồi tôi dùng gì center. Bây giờ đây tôi muốn tạo cái đầu tròn, còn nãy là các bạn tạo theo kiểu đầu vuông ha. Rồi và thường nó sẽ có độ con á, nó thường nó sẽ có độ con ha, ví dụ chi tiết này như vậy, thường nó sẽ có một cái độ con ngay đây, dạ chứ nó không bao giờ nó nghiêng hết, đây ví dụ nó có cái độ con ngay đây, ok chưa. Rồi ví dụ cái góc ở đây là bao nhiêu độ này, thường nó sẽ có một cái giá trị gốc, bây giờ để mà revolve được thì các bạn vui lòng vẽ, mình có center line ở đây ha. Rồi bây giờ đây tôi lên cái thước normal này, góc này đây, ví dụ là tôi cho 5 độ, dạ. Rồi cái đầu này ví dụ như giá trị hai đầu này tôi cho là, cái này các bạn thiết kế thì các bạn tự biết ha, đó ok chưa. Rồi ví dụ tôi ràng buộc cái điểm này nó phải nằm trên cái đường này chứ hả, đây tôi được một cái kênh dẫn như thế này ha, ok chưa. Rồi các bạn tới ok, lúc này nó sẽ tạo một cái khối revolve vào đây, tạo một cái revolve, đấy tạo cái khối revolve bạn tích ok, tích ok. Rồi ra đây nó sẽ tạo cho bạn cái phần cái lỗ ở đây, bạn thấy không, tạo cho bạn cái lỗ nhỏ đây nè, đây. Thì nếu bạn mở cái tấm này lên thì bạn sẽ thấy cái phần này ha, open này, đây như đây nó có phần lỗ này, này cái nghĩa là cái này là cái phần lỗ khi mà cái chi tiết mình nó ra nó sẽ có cái này, ok chưa. Rồi tôi được một cái ha,
Rồi, thì cái lệnh reward hôm nay các bạn không cần vẽ một miền kính á, như cái nãy các bạn thấy không, tôi đâu có vẽ miền kính đâu, được chưa? Thì nó cũng tự quay ra, nó cắt được không? Nó dễ dàng siêu phay, nó sẽ cũng có thể cắt được ha, chứ không bằng giống reward kính như bên phần bạc các bạn học, ok chưa? Thì đây là về các bạn phần thiết kế về hệ kênh vòng nhựa ha, cổng kênh vòng nhựa, cái đường nhẫn nhựa runner được chưa, hay là cái gọi là cái cuốn phun ha, thiết kế cuốn phun room, ok. Rồi bây giờ về kênh dẫn nhựa, nghĩa những cái kênh dẫn nó nằm trên những cái mặt con khuôn tấm đây nè, để nó truyền nhựa vào đây thì các bạn làm sao ha. Rồi để thiết kế hệ thống kênh dẫn nhựa vào thì các bạn kích chọn vào runner ha. Khi cái chọn vào runner nó sẽ yêu cầu các bạn chọn các kiểu là ví dụ round là dành cho những kênh dẫn hình tròn, tròn tiết diện tròn, half round là những kênh dẫn có tiết diện là nửa hình tròn, hexagon, trapezoid. Thì ở đây là các kiểu ví dụ như là rẽ kiểu hexagon rẽ rẽ quạt bự ra này, được chưa? Trapezoid là kiểu dạng như dạng nhánh nhỏ. Thì cái này tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ từ các bạn vào. Ok, quyết là các bạn rồi bỏ. Ok. Rồi. Rồi, ví dụ ở đây tôi chọn theo kiểu là round, tức nghĩa tiết diện khi cắt ra là hình tròn. Và yêu cầu các bạn là nhập đường kính của cái kênh dẫn đó. Ok chưa? Nhập đường kính vô. Rồi, ví dụ nhập đường kính vô ha. Tất cả những cái này các bạn đều phải tính ha. Tất cả cái này các bạn đều phải tính hết. Nha. Rồi. Yêu cầu các bạn chọn sketch pad nè. Nghĩa là mình sẽ vẽ biên dạng vẽ giờ để tôi hiện này lên, hiện ra tôm lên này lên. Ok chưa? Rồi. Đây các bạn rê vô đây nè. Mình bắt thử một số cái tiết diện ví dụ đây. Ví dụ vẽ trên mặt này. Hay là muốn vẽ trên cái mặt men này, đây. Rồi, nó có những cái mặt phẳng ở đây thì các bạn kích vào đây các bạn vẽ luôn cũng được ha. Được. Rồi sau đó các bạn chọn hướng ví dụ ok này. Đấy, nó yêu cầu bạn chọn hướng xoay thì các bạn nếu bạn chọn default thì nó sẽ xoay theo hướng mũi tên lúc nãy á, default này, đó nó xoay vô theo mũi tên. Rồi vào đây thì các bạn chỉ việc các bạn vẽ thôi. Và các bạn vẽ không phải là các bạn vẽ nguyên cái hình tròn hay đường kính hết, các bạn chỉ cần vẽ một cái đường chính giữa thì sự tự động nó bắt theo cái phần đối xứng ra để chơi để ra đường kính. Rồi. Rồi, qua đây thì cái phần vẽ sketch bạn biết rồi ha. Ở đây cái vẽ này chỉ cần tôi vẽ một cái đường giữa đây thôi. Các bạn thấy không? Nó sẽ tự hình thành hai cái hai bên. Ok chưa? Ví dụ ở đây tôi muốn vẽ centerline qua đây thì sao? Các bạn cứ vẽ bình thường ha. Được chưa? Rồi ví dụ đây ràng một đối xứng, nó chỉ tính cái đường line của mình thôi á. Được chưa? Đây. Rồi các bạn nhập chiều dài cái này vô, ví dụ lên cho ha. Còn cái này các bạn phải tính toán ha. Được chưa? Rồi. Rồi, ví dụ đây là cái kênh dẫn thứ nhất không? Rồi các bạn cần tạo nhánh ra, cái này là kênh chính nè, kênh dẫn nhánh. Các bạn cần tạo những cái kênh dẫn nhánh ra. Thì các bạn vẽ tiếp, ví dụ đây tôi bắt những cái đường này ha, tôi bắt reference đây. Rồi, hello. Tôi cũng vẽ vô đây một cái line kích vô đây ha. Thì thường những cái phần này nó sẽ đây. Đó, thì chỉ cần vẽ một cái line chính giữa nè, còn thấy ha, thì sẽ tự động tạo ra phần hai bên đây. Được chưa? Rồi, kích thước thì các bạn phải lên như thế này. Kích thước bạn lên kích thước thôi. Rồi, mình lên kích thước, ví dụ tôi lên cho cái 89 này. Ok. Rồi tôi ràng buộc đối xứng đi. Ví dụ đây tôi vẽ centerline chính giữa đây. Rồi, cho đối xứng từ đây qua đây tới đường này. Ok. Rồi phần dưới đây các bạn làm tương tự thì các bạn thể dùng gì mirror kích vào đây. Bây giờ chọn mirror, cái này nó giống như sketch bình thường bạn học thôi, đấy thì tự động sẽ tạo ra thêm cho bạn phần này, ok chưa? Thì đây là một cái kênh dẫn chính nè, hai kênh dẫn nhánh nè, ok chưa? Còn ở đây sau này có một cái gọi là cái cổng màu nhựa nhỏ này nữa, được chưa? Rồi sau khi các bạn vẽ thiết kế xong các bạn tính ok, tính ok. Rồi cái đoạn xoay nó lên cho bạn coi ha, này xoay lên bạn thấy nó tạo ra những cái đường nào đây, ok không? Tạo ra những cái phần kênh dẫn đây. Đây là mình có cổng vào nhựa này, rồi có kênh dẫn nữa. Ok chưa? Rồi các bạn kích vào chế độ Automatic Update á, chọn hết. Được chưa? Cho để cho nó cập nhật lên những hai cái tấm này luôn và nhấn ok. Được chưa? Ở đây các bạn thấy review bạn coi trước cũng được nè, review coi trước này thì đây nó sẽ tạo ra phần kênh dẫn đây cho các bạn. Ok không? Rồi. Rồi, ví dụ các bạn muốn đổi tên thì bạn kích vào đây. Anh em, nhập đức vô đây nè, các bạn đổi tên lại, ví dụ lên là một, lên là hai gì đó, các bạn đổi tên lại ha. Rồi bây giờ đây tôi ok. Được chưa? Thì ra đây các bạn tạo được đăng nào nè, các bạn mở những cái tấm này lên các bạn sẽ thấy đây open. Đây được chưa? Bây giờ nó có thêm một cái phần này nữa, thấy chưa? Thì nhiệm vụ của mình sẽ tạo thêm những cái phần cổng màu nhựa nữa, được chưa? Đây cái này gọi là đuôi mũi chậm ha, được chưa? Cái này gọi là đuôi mũi chậm thì có nhiều giá, các bạn phải coi và tính toán trước ha, thiết kế đuôi mũi chậm á. Để phần revolve này là để tạo này, còn những phần kênh dẫn thì các bạn theo kiểu runner, được chưa? Rồi ok ha. Rồi ví dụ như sau này các bạn làm
À, các bạn làm xong các bạn có nhu cầu các bạn chỉnh sửa lại. Thứ nhất các bạn chỉnh sửa về cái remote trên đây thì chỉ việc các bạn click vào đây các bạn chọn Edit Definition. Thì lúc này nó sẽ trả về môi trường này cho các bạn vẽ rồi. À, cho phép các bạn chỉnh lại nè. Ví dụ ở đây tôi nhập theo cái gì? 4 độ. À, ok. Đó thì nó sẽ cập nhật lại với các bạn ha là 4 độ. Ok chưa? Là 4 độ ha. Đó, thì nếu các bạn chỉnh sửa bằng kích vào đây, ví dụ còn Renner thì sao? Các bạn cũng chọn Edit Definition luôn. Ví dụ các bạn cần thay đổi tiết diện thì các bạn kích vào đâu? À, thay đổi hình dáng tiết diện cắt nè thì bạn kích vào sáp đây nè, nhấp xuống vào sáp nè, đây thì nó sẽ đổi lại cho các bạn ha, chọn lại rồi. Còn nếu các bạn chọn theo layback thì sao, cho phép các bạn chỉnh lại sketch lúc nãy, ok không? Chỉnh lại sketch lúc nãy ha. Rồi, à, tiếp theo cái đây có một vấn đề các bạn cần quan tâm đâu, các bạn chọn theo kiểu rồi à, đây cho phép các bạn chỉnh lại kích thước của cái đường này ha, chỉnh lại kích thước, ví dụ đây nè, các bạn thấy các bạn có ba đường á, đây tôi tắt bớt này cho bạn dễ nhìn ha, đây bạn thấy không, có ba cái đường lúc nãy bạn vẽ này, thì cho phép các bạn chỉnh lại đường kính của từng đường, à, chỉnh lại kích thước của từng đường, ví dụ đây tôi chỉnh lại này, đây cái cơ control này, thấy chưa? Ok, đấy thì nó hiện lên cái đường kính lúc nãy bạn nhập, đây, à, đây các bạn thấy nhập lại, ví dụ nhập 8.3, enter, rồi, ok ha, thấy chưa? Rồi bạn đơn, thấy chưa? Là bạn đơn, rồi bạn review coi lại này, bạn thấy không? Cái chỗ này nó sẽ nhỏ lại cho các bạn, nghĩa cho phép các bạn hiệu chỉnh từng đoạn ha, từng đoạn có những cái đường kính khác nhau, thấy chưa? À, để chọn nhiều đường cùng lúc các bạn nhấn Ctrl, ok chưa, nhấn Ctrl ha. Rồi, à, đây là cái thứ nhất ha, cho phép các bạn chỉnh lại đường kính của từng đường nè, à, các bạn kích vô à, sai mình sai bây giờ kích vào cái đường nào mà cần thay đổi đường kính, được chưa? Rồi, rồi các bạn chỉnh sửa xong các bạn cũng ok giống nãy ha, thì nó sẽ cập nhật lại với các bạn, thấy chưa, cập nhật lại liền ha. Rồi thì đây là bạn có được một cái gọi là cái Pro Runner, còn một cái gọi là cái gây, gọi là cổng vào nhựa ha, để thiết kế một cái gây vào, gọi là cái cổng màu nhựa, thì các bạn làm sao thì các bạn cũng sử dụng Runner để các bạn vẽ tương tự thôi, được chưa? Rồi, à, đây là kích vào Runner, rồi các bạn cũng chọn mặt, chọn kiểu giống nãy nè. Bây giờ đây là Brow, Brow là hình dùng thường dùng cho dạng kênh dẫn chính, à, dạng kênh dẫn chính và kênh dẫn nhánh. Ví dụ kênh dẫn nhánh thì thường các bạn có thể sử dụng Half Brow luôn cũng được. À, bây giờ đây tôi sử dụng Trapezoid cho cái kiểu dành cho đường gây cổng vào ha, dành cho cổng vào. Thì ra nó kêu bạn là gì? Bề dày nè, bề dày cổng vào. Rồi, ví dụ bề dày thì cái kiểu này nó dạng cổng màu nhựa. Cổng màu nhựa thì các bạn coi ha. À, các bạn học bên nhựa thì các bạn sẽ biết có bao nhiêu loại cổng màu nhựa ha. Kiểu trắc vô này là dạng như dạng hình chữ nhật, được chưa? Rồi. Bây giờ ở đây tôi nhập vô. À, bề dày, này là độ sâu, được chưa? Ví dụ độ sâu tôi cho độ sâu 1.7. Được chưa? Và này là size angle ha, cái góc. Cho tạo thành cái góc nghiêng á để cho nó vào ha. Cái ví dụ tôi cho 2 độ, enter. Được chưa? Corner radius là những cái nó phần bo cung ở cái góc cuối ha. Dạ, ví dụ đây các bạn hãy nhập giá trị vô, ví dụ 0.25 này. Dạ, rồi. Ở đây nó cũng yêu cầu các bạn chọn sketchback giống như nãy ha. Thì các bạn có thể chọn sketchback giống nãy vẽ này. Không vẽ chung trên cái mặt này luôn. Ok à. Rồi, bạn kích chọn hoặc các bạn có thể chọn lại cái mặt trước bằng cách các bạn kích vô đây nè, view review nè. Cái này là new tức nghĩa mình chọn vô cái mặt vẽ mới đúng không? Chọn mặt mới vẽ hoặc là mình chọn nói chung mình kích chọn á. Còn nếu bạn kích chọn cái độ view review nó sẽ lấy là cái mặt lúc nãy các bạn vẽ vừa vẽ ha, tức nghĩa vừa vẽ ra n xong nè, rồi bạn kích vào view review này, được chưa? Đó, rồi bạn ok đấy thì tự động nó sẽ xây về cái mặt mà lúc trước các bạn vừa vẽ luôn ha, nghĩa vừa vẽ trên n lại luôn, được chưa? Rồi ở đây các bạn cũng hiện hai cái rebrand này lên nè, được chưa? Hiện này lên, ok. Rồi ở đây mình sẽ vẽ phần cổng gây vào, cổng màu nhựa vào ha, được chưa? Rồi, bây giờ tôi cần vẽ nó tới đây thì kích thêm một cái reference ở chỗ này nữa. Ok, hello. Rồi, ở đây các bạn vẽ line giống nãy thôi ha. Bây giờ tôi kích vào đây nè, giữ điểm này nè. Được chưa? Kéo ra. Ở đây các bạn thấy sử dụng đối xứng vào cũng được. Bây giờ đây là các bạn vẽ ở đây nè. Đây nè. Rồi, ở đây tôi vẽ xin line ở giữa này. Bây giờ cho nó đối xứng, ràng buộc có đối xứng nè, bắt buộc này phải đối xứng qua nè. Này. Này. Này thôi các bạn bắt luôn cái reference bên đây cũng được. Được chưa? Đây cái là kiểu đối xứng ha. Rồi, tương tự bên đây cũng vậy nè. Được chưa? Các bạn làm tương tự. Ok không? Bây giờ đây tôi cũng bắt cái reference chỗ này. Kích vào đây. Close. Rồi line này. À, ở đây mình sẽ bắt thêm một reference ở kiểu chính giữa này nữa. Hoặc các bạn không thì các bạn vẽ ở đây nè. Vẽ center line chính giữa này. Tại vì chi tiết mình nó đối xứng ha. Rồi, mirror này xuống. Giờ kích này. À, mirror. Kích vô cái đường giữa. Ok. Rồi, các bạn sau các bạn tích ok ha. Rồi, ra đây nó sẽ tạo cái nó hỏi bạn này. Thì bạn kích vào đâu? Automatic update một lần nữa. Yeah, automatic update đấy à. Rồi. Ở đây nó có này thì bạn kích ok cho nó update rồi. Ở đây name là ví dụ để trên N2 này các bạn thay đổi là ví dụ đây là cổng màu nhựa các bạn ghi chữ gray. Ok chưa? Gray. Enter.
Automatic update lần nữa ha. Ok, thì đây cái chữ chữ gây đây một kiểu sắp vào thì các bạn coi nè ha. Rồi đây để các bạn tôi làm lại cho bạn coi ha. Rồi cái này nó bị lỗi ha, để tôi sẽ làm lại cho bạn coi ha. Rồi thì kích vào runner nha, yeah. Kích vào runner tôi chọn kiểu sắp vào. Rồi tôi nhập chiều dày ha. À đây cái này nhập lại chắc nãy tôi nhập sai này ha. Nhập lại các bạn nhập giá trị mà lớn quá thì cũng được ha. Rồi cái nãy là do chắc cho tôi nhập sai giá trị kia ha, nhập sai cái giá trị bị dày của nó to quá. Nếu các bạn nhập mà to quá nó vượt khỏi cái giá trị của cái thước này thì nó không cho các bạn tạo đâu ha. Được chưa? Rồi ví dụ cái gốc đúng không? Các bạn nhập là 2 rồi chọn view review ha. Ok bây giờ cho nó save về đây. Rồi các bạn bắt reference lúc nãy nè, đây các bạn có thể bắt luôn reference vậy cũng được ha, các bạn bắt luôn bên đây cũng được. Bây giờ đây nè các bạn có thể bắt luôn vậy luôn ha cho nó nhanh. Rồi close. Rồi các bạn chỉ cần vẽ cái line nói từ bên đây qua bên đây là xong. Bây giờ rồi còn được cái này ha, ví dụ đây cần một cái center line đối xứng này thì vẽ center line vô. Rồi kích vào đường này chọn mirror, xong rồi chọn cái đường chính giữa đây. Ok rồi tích ok ha. Rồi kích vào automatic update nè. À lúc mà chọn xong nó sẽ có phần này ha, hồi nãy của mình không có, giờ là do cái đường kính nó bị sai á. Ok rồi ở đây tôi nhấp vào đây tôi đổi tên lại nè, nhấp đúp vô gây enter. Giờ đây có review bạn coi trước đây thì nó tạo đây tôi cho tạo xuyên qua, lý do này là nó nhỏ ha, cái thôi các bạn chỉ cần tạo lần này thôi, nhưng mà cái này nó nhỏ hơn cái ruột trong cho nên tôi tạo luôn ha, tại vì nó cắt, các bạn lưu ý là nó cắt bỏ ha. Đây nó tạo cổng gây tới, các bạn thấy không? Và cái kiểu triple jaw là kiểu này ha, cho phép các bạn tạo dạng đây như cái than vậy, thì các bạn thấy nè nó có phần bề rộng là từ đây qua đây ha, tính từ cái mép này đây vào cái mép này đây, được chưa, là 2.54, được chưa? Rồi nó có cái giá trị chiều sâu là tính từ mặt trên này xuống tới mặt đáy của nó là chiều sâu. Còn corner round radius là cái phần bo ở góc đáy đây nè. À là nãy mình nhập á. Còn cái về phần độ nghiêng, nghĩa là cái phần độ vác ở chỗ này. Nghiêng hai độ ha. Có nghĩa là hai cái thành này nè, nó không song song với nhau mà nó sẽ nghiêng hai độ. Ok chưa? Được chưa? Nó nghiêng hai độ ha. Đấy. Rồi, các bạn ok thì nó sẽ tạo ra phần này cho các bạn. Được chưa? Rồi ở đây tôi có thể mở những cái tấm này lại cho các bạn coi nè. Open. Đây. Cái này là tấm trên. À tấm trên thì nó không có phần này. Bây giờ này tấm trên. Mình vẽ tấm dưới thì các bạn sẽ mở tấm raw core. À đây tấm dưới. Được chưa? Nè. Nó có một cái cổng vào các bạn thấy không? Hình thụ cổng vào. Được chưa? Này. Đấy thì đây các bạn sẽ thấy rõ hơn nè. Cái này có phần round ra đó nè. Hai giá trị bề rộng, bề chiều sâu và giá trị góc quyên, à góc nghiêng, được chưa? Rồi. Ở đây các bạn có thể kiểm tra về góc nghiêng nè. Ví dụ cái góc nghiêng nãy mình nhập hai độ là cái gì ha? Hai độ tức nghĩa là cái đường này, cái mặt bên đây nè, nó hợp với phương thẳng đứng một góc là hai độ, được chưa? Nó hợp với phương thẳng đứng là một góc là hai độ ha. Tức nghĩa là cái này nó vác ra hai độ nè, này vác ra thêm hai độ. Vậy thì nếu bạn so góc với hai này thì nó sẽ lệch nhau một góc là nhiêu? Tổng cộng là 4 độ. À nó lệch nhau góc 4 độ thì bạn lấy 108 bằng trừ cho 4 ra. Ha thì bạn đo thử phải là 176 ha. Cái kích vào mặt này. Được chưa? Là 176 độ ha. Thì mỗi bên là nghiêng 2 độ thì tổng cộng nó nghiêng 4 độ. Được chưa? Tôi control vào mặt bên đây. Rồi ở đây bạn thấy một cái thông số gọi là angle này. Bạn thấy không? 176 độ. Tức nghĩa là bên đây nghiêng thêm 2 độ vắt ra, bên đây 2 độ vắt ra thì hai đứa này tổng cộng là vuông nghiêng 4 độ. Thì tổng cộng mình thấy lấy 108 trừ 4 ra 176 độ ha, tạo thành hai góc của hai này. Ok chưa? Rồi còn về chiều sâu các bạn cứ đo bình thường á, kích mặt trên này các bạn control mặt dưới này nè. Đấy à, là 1.27 là cái giá trị lúc nãy các bạn nhập. Ok. Rồi. Ví dụ đi cần mặt bên đây đo kích thước thì các bạn thấy nó nghiêng mà. À đo kích thước bên đây. Được chưa? Đây 2.54 ha, là phần mép trên để nó lấy làm chuẩn. Ok chưa? 2.54 là cái giá trị này tăng nãy mình nhập width á. À. Rồi, này là R lúc nãy mình nhập nè. Được chưa? Này R. Đây là diameter nó là 0.508 thì bán kính nó là bao nhiêu? À 1.254 á, được chưa? Bán kính là 1.254 rồi cái nãy mình nhập á, được chưa? R nãy mình nhập. À, 0.254 chứ. À,
bán kính lúc nãy mình nhập là 0,254 thì đường kính nó sẽ là nhiêu? 0,508 để ok ha. Rồi các bạn hiểu hết các thông số của cái này rồi. À, bạn có hình dáng này, có kích thước thì ok. Đó thì đây là về trapezoid dâu ha. Chà, cái kiểu đó. Chà, thì đây tôi cũng đã giải thích cho các bạn hình dáng này, hình dáng cách tạo cổng pru, cổng vào nhựa, rồi kênh dẫn nhánh, kênh dẫn chính, rồi kênh dẫn nhánh, rồi cổng gây, cổng vào nhựa này. Được chưa? Rồi. Hồi tôi cũng đã cho các bạn coi cái hình dáng và xác định kích thước cho nó. Được chưa? Rồi. Rồi ha. Bạn thấy cái này đang nằm ở dưới cổng co đúng không? Nằm ở dưới tấm co. Nếu các bạn muốn chỉnh sửa cái gây này, các bạn tương tự nè, này đặt tên lại rồi ha, các bạn kích Edit Definition. Được chưa? Rồi. Rồi, cho thấy các bạn chỉnh sửa lại ha. Đây ví dụ các bạn thấy nó đang nằm hoàn toàn ở như tấm co là tấm dưới đúng không? Tấm dưới thì các bạn ví dụ tôi cho nó ngược lên tấm trên thì kích vào đâu? Direction, nhấp up vô ha. Rồi các bạn flip lại kìa, flip lại ha, flip. Rồi. Ok. Được chưa? Các bạn review. Đây bạn thấy nè. Bây giờ nó đổi ngược lên trên các bạn thấy không? Để nó đổi, nó chạy ngược lên trên nè, nó chạy ngược lên phía trên này nè. Hình như tiếng nghĩa tôi đổi cái hướng lên của nó ha. Ok. Được chưa? Rồi. Này, bây giờ các bạn mở cái tấm co lên, các bạn sẽ thấy nè, ở dưới hơi mất tiêu. À, đây, ở dưới nó không còn. Tại nó hướng lên mà, hướng lên ở trên phun xuống thì được rồi ha. Bây giờ mở lại tấm cavity lúc nãy nè. Cavity bây giờ nó có tấm trên nè, open. Đây, đây là cái tấm cavity lúc nãy mình nè, nó có cái kinh dẫn ở đây nè. Có cái cổng phun. À, có cổng phun ở đây. Được chưa? Nè, đây, và bây giờ nó nằm ở trên, thấy không? À, nó nằm ở trên. Đó, được chưa? À, nó nằm ở trên đây. Dạ, nó phun vào đây. Đó thì đấy là cách mình đổi hướng các bạn thấy không? Đổi hướng đổi lên cái tấm trên nè. Bây giờ còn nãy là nó nằm ở tấm dưới nha, nằm tấm dưới các bạn thấy nó không có phần lỗ này, chưa không biết thôi. Chờ tôi đổi lên tấm trên thì các bạn sẽ thấy gì nó đẹp hơn nè. Ok nha. Rồi. Nghĩa là thiết kế thì tùy vào cách thiết kế của các bạn ha, và các bạn chỉ việc các bạn làm thôi. Dạ, rồi. Ok, thì đây là mình đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra pru này. À, đây ví dụ đây tôi đổi lại ha. Dạ, pru. Đó đổi lại. À này ba đó này thì tôi đã hướng dẫn các bạn tạo rồi. Ok ha. Hệ ba này gọi chung gọi là hệ thống kênh dẫn nhựa. À, ví dụ ở đây các bạn có thể đi. À, đây tôi rút cavity này tôi unblend nó lên ha. Được chưa? Tôi vô lại view, tôi chọn model display này. Rồi. A à, set cho nó về thành nhân khối lại ha. Rồi. Ở đây các bạn có thể cập nhật nó lại nè, cập nhật nó lại. Các bạn tạo ra cái hình dáng brick modeling thì các bạn biết ha. Ví dụ bạc nem, ví dụ tôi cho group. Yeah. Ok. Rồi, các bạn thấy lúc này nó sẽ tạo ra cái này group rồi đó. Rồi tôi open này lên cho bạn coi thử nè. Đấy bạn thấy không? Thì đây là cái sản phẩm sau khi ép của mình. Được chưa? Đây là sản phẩm sau khi ép. Đây là bốn sản phẩm. Và đây là hệ thống kênh dẫn nhựa của nó. A à, gồm có cái pru, à, cổng phun nhựa. A à, cổng vào nhựa này, cổng phun ha, gồm có cổng phun. Còn này gọi là cổng vào nhựa nè, gây. Được chưa? Cái gây cổng vào nhựa ha. Còn này gọi là kênh dẫn chính. Và hai cái nhỏ nhỏ bên gọi là kênh dẫn nhánh, được chưa? À, cổng vào nhựa này, kênh dẫn nhánh này, kênh dẫn chính này và cổng phun. Rồi. À, thì cái này cái phần cuốn phun này nó phụ thuộc vào cái gọi là cái bạc cuốn phun của các bạn á, gọi là cái bạc cuốn phun ha, phụ thuộc vào bạc cuốn phun, tức nghĩa là độ nghiêng bên trong cái bạc cuốn phun nó có phần độ nghiêng. Thì cái này các bạn học bên khuôn các bạn sẽ biết ha, thì các bạn vẽ chính xác cái tiết diện bên trong của khuôn á, à chính xác tiết diện bên trong của cái bạc cuốn phun đó thì nó sẽ ra được phần này. Ok, thì cái phần này là toàn bộ các bạn hiểu là khi nhựa nó phun vô thì nó sẽ tạo ra được cái này, thì tất cả cái này là nhựa hết. Ok chưa? Rồi ví dụ mình đã cắt bỏ chưa? Rồi. À thì đây là cái bài tôi đã hướng dẫn các bạn xong. Được chưa? Rồi, tôi hướng dẫn các bạn xong về cái phần tạo hệ thống kênh dẫn nhựa rồi ha. Rồi bài sau tôi hướng dẫn các bạn tạo thêm một phần nữa gọi là hệ thống kênh làm mát là ok. Được chưa? Rồi.